yêu. Em không. Sky bây giờ không có. Sky rất yêu em. Sky yêu em nhiều lắm. Sky lắm. Yêu. Yêu. Em. Em. Nhiều. Nhiều. Lắm. Năm sáu tư. Năm cái. Sky yêu em nhiều lắm. Nhầm nhiều cả lớp. Sky yêu em nhiều lắm. Chị yêu, chị yêu em nhiều lắm. Chị yêu em nhiều lắm. Không cần chơi nhắc nào. Yeah. Ok. Lần sau. Đây là ví dụ. Ví dụ. Sky thì khỏi năm từ, Sky không có biết đến từ đâu. Ok, bây giờ mọi người hỏi năm từ, Sky trả lời. Bây giờ mọi người hỏi ask Sky, Sky là answer. Vitamin. Được, uống đi. Ai hỏi Nick kìa? Kiểm tra bài cuối kìa. So, mọi người phải đi. Thinking simple question. Em hỏi. Vui. Sky thích ăn món gì? Ăn. Sky. Không cần. Nếu nhất Sky trả lời bình thường. Được. Cái này được không? Ôi giỏi quá, hay quá, làm đi. Trả lời đi. Sky chết. Bắn mi. Không sao, không làm được. Anh phải không làm một được. Ok. Ốc la được một cái. Khó lắm. Không. Must study Vietnamese now. Yeah. Bây giờ là giờ học Việt tiếng Việt. Yeah. Yeah. Không phải là học OC, học SC. Bây giờ là giờ học tiếng Việt. Giờ học tiếng Việt. Study Vietnamese time. Yeah, now. Yeah. Rồi mọi người, ai hỏi tiếp kìa? Đây. No. Không sao. Many. Không cần. Yeah, hay quá. Really? Hả? Cái hồi sau đi ăn bánh mì của ta nha. Rồi ai hỏi nữa kìa? Đi. Họ cứ say. Cái nói tiếng Hà Nội cho mọi người xem kìa. Nó lớn lên. Ôi dồi ôi, thích thế nhở một cái.
Đừng có nói bậy nha. Tại vì nói bậy là biết hết rồi.